Chào buổi sáng tất Chào cả, mọi người. Sáng hôm tất nay cả mọi người, hôm nay tài, là ngày 8 tây tháng 9, 2023. 2023. Đây là tin tức của Đại Mỹ, Đài CBS Morning News, NBC News, ABC News, CNN News. Mình tên điều Nguyễn sẽ dịch cho mọi người nghe tin tức trực tiếp từ Đại Mỹ. Họ nói cái gì thì dịch cái đó ha. Here we go, đây là của Đài, báo cho chúng ta biết tin buổi sáng ngày hôm nay. Đây là của Đài, NBC News, báo cho biết đây là một trong những cái mà hiện tại trong lúc này đang rất là căng thẳng đối với những cái thành phố mà chuyên môn làm xe cộ giống như hãng ford hãng gm và chrysler trong lúc này họ chỉ còn có một tầng thôi là những người làm trong chỗ này họ không có chịu làm nếu như mà những gì mà họ muốn mà những hãng này không có chịu làm theo thì những người trong hãng này sẽ nghĩ. Đó là họ kêu là tăng lương cho họ lên là 46% và còn cộng thêm những cái quyền lợi à, cho mấy năm kế tiếp nữa. À ngày hôm nay nhìn thấy có một chút xíu khá của về của những hãng xe này để mà đối với những người làm À, ngay lúc này đó thì họ đưa ra, của chị em nói là họ đưa ra cái offer cho những cái người mà làm ở trong chị em. À theo của chị em nói là họ chỉ tăng lương cho 10% thôi, và họ cũng chưa cho thêm 3% à, cho về những cái gì mà của hỏi về hưu đó. nhưng mà những cái người mà của nằm trong um, của những người làm chi em đại diện không có đồng ý như vậy à, cái ông này là người đại diện cho uh, những người làm của uh, ba cái hãng xe lớn đó Ông nói là ba hãng này đưa ra uh, cái offer uh, đưa ra cho họ như vậy là thấy là làm mắc mặt đó họ đòi tới mấy chục phần trăm đưa cho có mười phần trăm thôi Um, ông son ông nói nói về cái chuyện mà những người ceo sếp của những hãng xe ở đây đó thì người nào làm ceo đó liên tiếp mấy năm nay được tăng lương bốn năm phần trăm giống như trò chơi gì đó mỗi năm là mỗi tăng giống như tăng lên tăng lần bốn phần trăm cho tiền lương rồi qua năm sau tăng thêm bốn phần trăm cho tiền lương nữa cứ tăng lên toàn là ceo hưởng không người dân dưới này là không có đồng bạc nào sống đó À, tại sao khi mà những ông sếp phía trên được lên lương rất là ngon lành bốn năm chục phần trăm, khi mà những người dân ở dưới này làm mà kêu lên lương cho họ bốn năm chục phần trăm thì nó trở thành một cái vấn đề lớn là tại sao kỳ vậy? À, hãng Sephora, à, hãng Sephora là một trong những hãng xe cũng lớn trên Hoa Kỳ đó. Thì hãng Sephora này nói cho biết là họ chỉ cho tăng lương chín phần trăm thôi. À, của Chrysler thì đưa ra nói là để tính đó. À, cuối tuần này thì họ tính như thế nào? Về cái chuyện mà biểu tình ở Michigan thì đây là một cái tin rất là xấu đối với ông Joe Biden. Hiện tại là ông Joe Biden đang thúc đẩy về cái chương trình mà của xe cộ của trên Hoa Kỳ trở thành là à, xài kêu bằng điện sạch đủ chân đó green energy là điện màu xanh thì trong lúc này đang thúc đẩy như vậy cũng cần những người dân bên Michigan bầu cử cho ông mà hiện tại như bây giờ nói như vậy thì ai mà bầu cho ông Joe Biden ở bên Michigan trong lúc này đó về của cái Ý nhóm đó thì họ cũng ủng hộ cho về mà của nằm đảng Dân Chủ. Nhưng mà hiện tại ngay bây giờ nó đang bị trục chặt như vậy thì họ không có biết là có nên ủng hộ cho ông Joe Biden hay không nữa. Ông uh, sếp này nói uh, nói về cái chuyện mà bầu cử ai đó. Đ đây không phải là nói bằng miệng mà họ coi có giúp đỡ cho chúng tôi như thế nào thì chúng tôi mới tính là bầu cử cho những người đó chứ không thể nào muốn bầu khơi khơi nói bằng miệng không thì không có tính nữa ok đó là của đài mbc báo cho biết ha còn đây là một chuyện xảy ra hiện tại um, một trong những cái nó kêu mà look at this à, mọi người nhìn tôi đã thấy ấn rồi đây là cái chip của mới nhất hiện tại trong lúc này mới ra trong cái chip này nó chỉ có một miếng thôi có nghĩa là cái cái hộp của cái chip này nó giống như cái hòm vậy đó đây là cái thách đấu mọi người nào dám ăn cái chip này hay không. Tại vì cái ăn rồi đó thì có thể cay tới chết. Mới đây có người ăn vô cay tới chết, chết luôn đó. Thì tới ngày hôm nay là bị cấm rất là nhiều. Look at this. Đây là của đài ABC báo cho chúng ta biết. Đây là đứa nhỏ 40, mới có 14 tuổi ở bên Massachusetts đã ăn cái chip này đã chết. Không có biết rõ ràng có phải là cái chip này đó là lý do đứa nhỏ này ăn vô rồi sau khi đó chết hay là bị bất cứ cái gì. Theo gia đình của đứa nhỏ này nói cho biết, mua chip về mới ăn được khoảng chừng một tiếng đồng hồ sau khi đó đau quá, rồi lật luôn, lật rồi, sau khi đó chết. Một trong những cái, đó là cái chip này, đó là cái chip nó kêu bằng chip challenge. Có nghĩa là trong cái hộp này đó, nó chỉ có một cái miếng chip thôi, một miếng bánh tráng thôi. Đó là cái bánh tráng mà họ dùng cái loại ớt cay đứng thứ nhất, thứ nhì trên thế giới họ làm ra. Thì họ rưới lên trên cái 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 miếng bánh tráng đó thì ăn vô thì có người là khóc hoàn toàn hoặc là cắn một miếng nhỏ thôi là ngã ngang hoặc là cái tay của mình dịnh vô miếng chip đó thì nó cay tới cái độ mà mình đụng vô mặt mình đó, là có thể bị phỏng mặt rồi nếu mà đụng vô mắt á là kể như là cay là đuôi mắt luôn đó đây là cái chip nó kêu bằng chip challenge mọi người biết là trong tháng này đó là sắp sửa tới cái gì đó là ngày lễ Halloween thì cái hãng chip này nó ra cái loại chip đó là một miếng chip challenge ăn có thể chết đó. À, cái chip này được đưa tới một cái hình thù của cái hộp nó giống như cái hòm. Look at that. từ the chip nha. Nó nhìn nó như vậy đó. Wow. <laughs> nhìn nó, nó đen thui đó. Giống như miếng đất vậy đó. Look at that. Tính ra cái chip này đó là xài hai cái loại mà cay nhất trên thế giới à, mà bán đầy ở trên ngoài chợ đó. Cái hãng này là cái hãng Funky, đứng phía sau lưng làm những cái chip này. Cái hãng này họ nói với tỷ như mà ai mua cái chip này về ăn thì nhớ quay phim để post lên trên social media cho người ta xem. Tại vì cái chip này cắn vô một phát, nó cay khủng hoảng luôn. Quảng cáo của cái chip này thôi là tái luôn, ăn vô có thể chết ngay lập tức đó. Cay tới chết đó thì có người chết rồi đó. trong lúc này cái hãng này đó họ lấy đi cái chip này không có bán nữa trong thị trường giá chạy gì tại vì chạy đi kiếm đó có người cũng chạy đi kiếm mua hôm qua nói là em mua ăn thử rồi ra sao em đi đi cũng kêu bạn coi nó có không order trên amazon tại à, không không có gì chân nó lấy đi hết trơn rồi theo được nói rõ ràng trong cái warning cái hộp của cái chip này nói là cái chip này là cho những người mà khỏe mạnh mới ăn thôi à hiện tại thì họ nói là họ thấy những người trẻ mua mà không có coi cảnh báo về cái chuyện của cái chip này cho nên đây là một cái nó không tốt hiện tại thì họ đang kêu nói chuyện với những cái chỗ mà họ dựng lên bán những cái chip này thì kêu bằng dẹp đó Tại trong lúc này cái chip này làm như vậy nó không khá đó. Trong lúc này thì những nhà chuyên môn trên Hoa Kỳ cảnh báo kêu cha mẹ đừng có để cho con cái mình kêu nó thử cái này. Thử cái này nó có chất độc hay cái gì trong đó thì không biết. Ăn vô có thể là chết đó. Đó là của đài ABC báo cho biết. Còn đây là của đài báo thêm cho chúng ta biết tin ngày hôm nay. Ồ, oh, đây là họ chiếu sơ cho mình xem nha. Cái này chiếu sơ thôi, rất là dài. Nhưng mà em thì chỉ ý không có nhiều thời gian chiếu sơ cho xem thôi. Đây là một trong những cái chỗ nhà kho nằm ở bên California của họ cảnh sát. Cái chỗ này là đi qua hết cái cửa này tới cửa kia mới vô tới đây. ở đây là có cả chừng cả triệu mấy triệu đô đây là những cái mà thuốc mà nó kêu bằng thuốc lắc mà ở bên Los Angeles đã bắt được rất là nhiều họ bắt xong họ đem về đây chất đầy như vậy nè here, ở bên trong cái bức tường đó ở trong cái chỗ cái hộp đó đó thì ở đó là tất cả thuốc toàn là thuốc phenol nằm trong đó hết Đây là một trong những cái đây là họ không phải kêu là thuốc mà họ kêu đây là những cái chất độc đó à, mà để hại người. Thì theo cảnh sát họ kêu vậy. Những cái ở ngay biên giới đó tại vì nhiều người nghĩ là gửi đồ qua thì Hoa Kỳ nó không có chất thật sự ra. Họ chắc hết trơn từ chi tiết. Thì họ thấy cái nào nghi ngờ thì họ tháo ra luôn để họ coi. Thì đây là những cái đồ mà họ tháo ra là toàn là thuốc lắc nằm trong đó không đó. Đem tới chỗ này đầy hết trơn vậy. Just loose is... đơn giản ở đây là những viên thuốc hoặc là những cái bột mà của thuốc lắc à, để mà đóng thành cuông mọi người cũng biết là thuốc lắc là họ làm và xong rồi trộn nước này kia đâu đó rồi đó họ đóng thành cuông mới trở thành viên thì đây là tất cả nằm trong chỗ này fentanyl... đây là khoảng chừng 8500 pound đó À, 850 phao những cái thuốc lắc nằm ở chỗ này. Đó là nằm trong một cái bunker rất là giấu uh, kính, không có cho biết chỗ nào đó. Tất cả những cái thuốc lắc này sẽ đem bị đốt, quỷ bỏ hết hoàn toàn. Department of Homeland Security's latest mission to uproot the fentanyl supply chain đây là của chính quyền của ở bên LA họ làm đủ cách hết để chặn những cái thuốc mà vô trong thành phố LA một trong những cái đó là những cái thuốc này họ đem lại tới đây sau khi đó là đem quỷ bỏ ra, đốt bỏ hết hoàn toàn OK đó là của đài báo cho biết nha những cái thuốc uh, độc phẩm uh, tạm thời đó Andy kêu nó là thuốc lắc tại vì thuốc này chỉ mục tiêu uống vô làm cho người ta uh, say à, rồi người ta lắc rồi ta lắc là hầu gâu đó, thuốc nó vậy. Còn đây là của đài báo thêm cho chúng ta biết tên ngày hôm nay. Đây là của đài ABC News báo cho biết. Ngày hôm nay là cái ngày đầu tiên học sinh đi học của ở bên New York. À, à trong lúc này những cái trường học bên đây là bắt đầu nhìn cảm thấy là hơi có một chút xíu tại quá đông luôn. Những cái đứa nhỏ của trong trường học chỗ này đó là khoảng chừng 20.000 học sinh dọc dài ở bên New York. Đó là được ông thống đốc bên Texas ông đưa qua bên New York thì chính phủ bên New York nhận để mà cho mấy đứa nhỏ đi học. À, có khoảng chừng 110.000 người À, những người di cư đã tới bên New York à, đây là à, ông thống đốc bên New York cũng đưa ra ông nói tình trạng bên New York rất là tồi tệ trong lúc này ông ta nói cho biết hiện tại chúng tôi đây không có được sự ủng hộ về cái chuyện mà cứ xe bus liên tục đưa tới bên New York vậy bây giờ tôi nhìn không có thấy cái gì là khá chân nó vẫn tiếp tục hoài this. This những cái gì xảy ra trong lúc này đó thì đưa tới người như vậy thì thế nào new york cũng bị tan nát luôn chịu không có nổi Hiện tại trong lúc này nói về tiền thế của bên New York thì họ cũng phải tăng lên để mà cho vô chi phí của trường học. Cả luôn thành phố New York trong lúc này đó thì cũng đang gặp rất là khó khăn. Gặp khó khăn làm sao để mà cho chứa những cái người mà di cư tới à, đông ngạc như vậy đó. Là hổng ra tới rồi sau khi đó đâu có chỗ nào chứa. Người ta lang thang đầy đường hết trơn đó à, ở bên đây à, thống đốc đang kêu là không có chỗ giúp chứa nhưng mà tiếp tục vậy. Hiện tại thì của bên chính phủ New York họ đang kiếm cách những cha mẹ mà có con cái thì họ cho vô những cái chỗ hotel còn những cái người mà không có con cái có nghĩa là độc thân thì họ trai họ sẽ đưa vô những cái liều lớn mà xây dựng lên hỏng rài để cho tạm thời ở trong đó. Ngày hôm nay, thống đốc của bên New York nói thẳng cho tòa bà đốc viết. Bà nói, à, bà Katie, bà nói là đây không phải nói về cái chuyện mà chính trị nhưng mà nói về cái chuyện người với người chúng ta phải làm sao cho đúng đối với những cái người dân tới đây và cả luôn những cái thành phố khác nữa giống như Los Angeles cũng đang kêu gọi à, chính phủ của Hoa Kỳ giúp đỡ cả luôn Chicago cũng vậy à, rất là nhiều người di cư tới có nhiều người dân di cư tới bên Chicago phải ngủ ở trong đồn cảnh sát đó. Tại vì bây giờ không có chỗ ngủ, bây giờ người ta nằm đại ngủ luôn đó, chứ biết làm sao. Hiện tại, theo ông thị trưởng của New York, nói cho biết là New York nằm trong cái tình trạng rất là nguy hiểm trong lúc này, không có đủ uh, chi phí nữa cho tương lai đó. Ok, đó là của đài báo cho biết nha. This is very crazy going on time, but that's how it is. Còn đây là của đài báo thêm cho chúng ta biết hầu on đợi chút xíu nha. Here we go, look at this. Đây là của đài ABC báo cho biết. Đây là ông Peter. Ngày hôm nay là ông ta đã bị bắt đó. Ông này là cố vấn của ông Trump hồi lúc trước, làm ở trong quốc hội. Ông ta hiện tại là đang bị cái tội là Um, đang kiếm hồi xưa đó, ổng kiếm cách làm sao trong trong để mà giữ vị chức đó, thì ông này là bị cái tội theo của họ nói. <laughs> sau khi về cái mà của um, ngày vào lúc đó, thì ông uh, phó uh, tổng thống của Hoa Kỳ đưa lên nói cho biết báo là ông Joe Biden trở thành tổng thống. thì sau khi mà vừa báo cho biết thì ông này bên ngoài ông có cuộc họp ông nói vậy ông nói như vậy tôi đã nói từ đầu tôi nói chuyện lần này là chúng tôi sẽ thưa tới tòa án cao của hoa kỳ to to tôi uh, thà ở tù chi nữa cũng phải tính cho xong chuyện này rồi sau khi đó bắt đầu kéo luôn cho tới cái ngày 6 tây tháng 1. TV, ông này đó lúc đó lên TV rất là nhiều nói về cái chuyện mà thay đổi phiếu bầu gì đó. Đó là ông nói xạo, ông không có nói sự thật. Nhưng mà làm cho những người mà ủng hộ cho ông Trump thì cứ tưởng là ông Trump đã bị cái chuyện người ta hiếp cho nên người ta mới kéo đùng đùng tới ở bên đây à, nó giữ thần như vậy à, theo của họ xử họ hỏi ông này làm sao mà ông tuyên truyền về những cái chuyện mà đưa ra không có đúng sự thật như vậy làm sao tuyên truyền hết cho những cái người mà ủng hộ cho ông Trump mà biến họ trở thành như vậy đó biến họ trở thành giống như một cái vũ khí cho cái trò chơi của chính trị đó ông này thì ông không có chịu chấp nhận để đưa ra nói về chuyện này sự thật. ông nói là ông cựu tổng thống Donald Trump kêu ông là đừng có nói về bất cứ chuyện gì cho nó cho nên ông không nói. À, đây là họ điều tra họ nói là ông Trump không có dính dám gì tới những gì mà ông này ông làm giống như ông này ông làm đó là theo một ý kiến riêng của ông thôi thì tới ngay bây giờ là ông cũng muốn đổi thừa luôn dính dám tới ông Trump à, mà ông đứng lên chống cái gì đó thì ông đổi thừa luôn đó thì tới ngày hôm nay họ điều tra như vậy Ok, giờ bữa nữa chúng ta sẽ biết thêm về cái chuyện của ông này ha This is very crazy going on ông đổi thừa ông Trump luôn Chứ ngay bây giờ có nhiều người đó uh, chuyện gì xảy ra lúc trước bây giờ là quay qua cứ đi chung là cứ đổi thừa ông Trump tới gì đó giống như <laughs> giống <laughs> như trông cho nhiều tội luôn đó <laughs> cho nên mình không biết hết như thế nào nữa còn đây là của đài báo thêm cho chúng ta biết tên bụi sáng ngày hôm nay đợi chút xíu nha wow hold on hold on real fast take a look at this để coi còn nhiều giờ không? ok còn nha look at this đây mọi người nhìn thấy đây là cái video mới của về những cái đứa trẻ ở trong cái chỗ mà giữ mấy đứa trẻ quậy quạng đó ở trong tù đó thì mấy đứa trẻ này là quậy luôn ở trong tù ở bên Ohio. Look at this. Đây là một trong những cái chỗ mà tù mà giữ mấy đứa trẻ mà mấy đứa quậy bạn đó. Ở Mỹ này đó, những đứa trẻ mà quậy à, mà ở nhà dạy không được thì họ đưa vô những cái chỗ kiểu như vậy cho giống như mày muốn quậy hả? Đưa vô đây đó, tao cho mày chính phủ chạy cho mày cho mày biết. Nhưng mà đây là mấy đứa nhỏ này nó quậy luôn ở trong chỗ này. À, những cái đứa nhỏ tù nhân ở trong đây thì họ, họ kêu bằng chiếm luôn ở trong này. Họ đóng cửa, họ quậy đủ trò hết. À, có người nói cho biết ngay bây giờ là toàn là mấy đứa nhỏ không à, đang quậy ở trong cái chỗ này. À, đây là chuyện xảy ra hồi October tháng 10 hồi năm rồi à nói là có mấy đứa nhỏ ăn cắp những cái chìa phá à, của những cái người làm đây phá lại mấy đứa nhỏ mà ở trong phòng nào nào đó thì đây có đứa nhỏ ăn cắp rồi mở ra cho tất cả cái chỗ này là cái chỗ mà mấy đứa nhỏ nào quậy là cho vô trong đây để mà cho nó được tốt nhưng mà kết cuộc vô quậy luôn đó dạ yeah. ok đó là của đài báo cho biết nha À, tới ngày hôm nay thì đưa ra nói là Ngày bây giờ đã uh, chặn lại mấy đứa nhỏ đó nhưng mà con cái là nó quậy tới độ mà nó nó định đốt luôn cái góc đó kết cuộc thì trở thành vậy ok đó là của đài báo cho biết còn đây là của đài báo thêm cho chúng ta biết hầu on will fast Đợi chút xíu nha, nó đang chạy. Ok, đây là của đài À, um, chiếu cho mình xem cái uh, uh, cái ông này đó là gia đình ổng là uh, cũng ăn cái chip đó mà hồi nãy Đài nói look at this. As as đây là một trong những cái chip tortilla nó bán trong một cái hộp nó giống như cái hòm vậy đó. À, đây là người cha của đứa nhỏ mua về ăn. cái hộp này viết rõ ràng đó là mọi người ăn là phải cẩn thận giống như cái gì cái gì có ghi rõ trong cái hộp. À ông ta nói cho biết là con ổng đã đi vô trong chợ mua cái hộp chip này ngày hôm qua. À con ổng đã mua cái hộp này ở trong cái tiệm Walgreens. sau khi đó là đứa con của ổng đem cái hộp chip đó vô trong trường để mà ăn. Đứa con nít nhỏ đó. À, một đứa là bẻ một miếng nhỏ ăn thôi, còn đứa khác đụng vô, rồi đụng vô mắt rồi bị cay. Một cái chip này đơn giản gì thôi mà đưa sáu học sinh vô trong nhà thương rồi. À, vô trong không phải nhà thương nha phải nói đúng là cái phòng nurse cái phòng mà ở trong trường học đó nó có cái nó kêu bằng little nurse room hoặc là little hospital nhà thương nhỏ của trong trường học đó và con của ổng hiện tại ngay bây giờ là bị bắt ở nhà không có cho đi học đó một tuần tại vì nó làm cho người khác bị bệnh Um, à, lại hỏi ông có còn giữ cái hộp đó hay không thì ông nói không thì ông tôi không có giữ điều tra đã tới đây đã lấy đi cái hộp để mà làm chứng cớ rồi Carolina, À một trong những cái challenge của trên uh, online đưa ra nói là cái chip này là challenge của người nào dám ăn hay không đó Tính ra cái chip này họ dùng cái loại mà ớt cay Đó là cái ớt cay là nằm giống như trong một trong những cái ớt mà cay cũng hoảng đó Đây là họ để vô cái chip này À, ông ta nói đây là ông rất là lo lo là những đứa nhỏ ăn cái chip đó mọi người thấy cái chip này dễ hình thấy ghê không để trong cái hộp đó cái hộp giống như cái hòm vậy đó để rõ ràng cho biết là ăn vô là thảm liền ngay lập tức đó đau bụng rồi đủ chuyện cho nó dám ăn hay không nó cay tới như vậy mà con cái mấy đứa nhỏ mua ăn như bình thường đó. Dạ, yeah. à, đây là cái loại mà à, ớt mà cái ớt cay của bên uh, Carolina đó thì là ớt cay giả mang trên Hoa Kỳ đó. This is the one. Ok, đó là của đài báo cho biết nha. Rồi tới đây Andy cũng xin tạm ngừng. Có gì thì hẹn gặp tất cả mọi người vào buổi tối vào lúc 10 giờ tối giờ của Dallas Texas. À, ngày hôm nay à, đài báo thêm cái gì đó nữa đó Thì Andy sẽ làm video ngắn phố lên cho anh chị em thêm xem ha Và một chút xíu nữa Có gì Andy sẽ cố gắng à, Chiều đó có gì Andy phố bên cuộc sống Mỹ Đà Lạt Cho mọi người xem những cái đồ mà à, Không rồi Andy mua về Mà cho sức khỏe đó à, Rồi à, có gì hẹn gặp lại nha Ai viết gì đó Andy đọc sao Rồi nào tham rồi Chúc tất cả mọi người có một ngày vui vẻ và mạnh khỏe Have a great day Take care everyone, happy Friday nha, thứ sáu vui vẻ hết, à, cuối tuần vui vẻ hết, gặp sau hết. Take care all, bye bye.